MC Hoài Anh tâm trạng buồn bã, bạn bè đồng nghiệp động viên. Trên Facebook mới đây, biên tập viên Hoài Anh cập nhật dòng trạng thái mới, lên sóng cùng cô là một nhân vật đặc biệt MC Anh Tuấn. Trước đó, anh là người đồng hành cùng nữ MC tại cung thời sự 19 giờ. Cả hai chúng tôi trong tấm hình dẫn đôi này đều đã không còn góp mặt trong các bản tin thời sự, trường quay của bản tin thời sự 19 giờ, nay cũng đã có những đổi mới, thật nhớ trường quay cũ, chỗ ngồi cũ và những khán giả thân yêu của tôi, cô viết. Hình ảnh xuất hiện lập tức nhận về sự quan tâm lớn, rất nhiều khán giả bạn bè là fan ruột của cung thời sự chính luận cũng vào bày tỏ nhớ giọng đọc của biên tập viên Hoài Anh. Cuối tháng 12 năm ngoái, MC Hoài Anh gây chú ý khi tiết lộ sẽ rời chương trình thời sự 19 giờ để chuyển sang ban văn nghệ của nhà đài. Hoài Anh vẫn ở VTV mà và vẫn sẽ lên sóng trong các chương trình của đài truyền hình Việt Nam, những ngày bận bịu mà hạnh phúc và vinh dự. Hẹn gặp quý vị khán giả thân yêu trong chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam, 20 giờ 10 phút trên kênh VTV1 ngày 28 tháng 12 năm 2021 nhé ạ. Hoài Anh khoe vai trò mới ở thời điểm ấy. Với khán giả yêu thích chương trình chính luận của VTV, cái tên Hoài Anh không còn xa lạ. Cô được yêu mến nhờ giọng nói truyền cảm, ngoại hình xinh đẹp và lối dẫn dắt duyên dáng. Năm 2007, cô về đầu quân tại VTV và 9 năm sau đó chuyển ra Hà Nội công tác tại VTV1 và VTV4. Hiện Hoài Anh đang là MC quen thuộc với khán giả ở một số chương trình quan trọng trên VTV.